đẹp này. Nhấn để vào tham số của nó nè, chữ B ở đây là số 1 độ nè, chữ B luôn, số 2, số 2 qua đây, đường kim trên dưới. Không là dừng lung tung này. Cấp 1 552 B nhật vào cấp 2 này, tăng hôn số rồi 52 này nè, là tốc độ tự động. Thank you.
tham số của nó ha, những cái cơ bản để cái là sử dụng ha. Cái cảm biến nè, cái chỉnh độ nhạy của cảm biến nó 37 và 8 ha. Độ nhạy là con mắt nó dòm xa gần ha. 28 nè. Độ nhạy con trước con sau ha. Okay. Rồi, cấp thứ 3 nè. T vô cộng. Nằm mật khẩu nè. Về. Để làm vô 77. Tốc độ trăm. Reset nè. Reset nè. Định lại. Cuộn chỉ đã lắp rồi mà, rồi lấy cuộn chỉ lại nha. Cảm ơn các bạn nha. Tính.